Sáng giờ trong lắm hả? Con đi đường. Rồi, quá tuyệt vời rồi. Về nhà rồi. Giây phút đầu tiên việc đang về nhà sau 4 năm tuổi. Cho nên Việt Trang cho biết cái cảm tưởng khi anh rời khỏi nhà tù nhỏ, quay sang cái đồ đọc tài đồng sản. Bây giờ là như là tôi cũng mới về nhưng mà rất là mệt. Đêm qua thì cũng gặp một số sự cố nhưng mà mệt lắm. Có nghĩa là bây giờ tôi cần phải nghỉ ngơi. Rồi thôi cũng xin chúc mừng anh đã trở về và mong là sẽ gặp lại trong thời gian sớm nhất. Anh có cái lời nào nhắn nhủ với bà con và các anh em trẻ không? Nói chung là tôi rất cảm ơn những tấm lòng của quý vị. Như thế này là tôi cũng cảm nhận được hết những tấm lòng của tất cả quý vị đã lo lắng, đã thương yêu tôi như thế nào, tôi cảm nhận được hết. Cho tôi xin cảm ơn, chân thành cảm ơn rất nhiều.